Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trực tiếp hàng ngày của Truyền hình Thông tấn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Báo cáo kinh tế quý 1 nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 có thể đạt mức từ 6,0 đến 6,3%. Lưu ý cân đối giữa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô vì năm nay có thể rủi ro lạm phát. Tình trạng hành khách chen chúc ở Tân Sơn Nhất hiện vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phục hồi của ngành hàng không và du lịch khi lượng người đi lại luôn quá tải như hiện nay. Thủ đô Phnom Penh của Campuchia sẽ thiết lập các vùng đỏ ở 3 quận nhằm kiểm chế làn sóng lây nhiễm báo động của Covid-19 tại quốc gia này. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày hôm nay 20 tháng 4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gọi điện chúc mừng. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương, bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Đặc biệt, trong năm 2020 và quý 1 năm 2021, Singapore là nước có số vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như là tài chính, công nghệ thông tin, nông thủy sản, giáo dục đào tạo, cơ sở hạ tầng, mở rộng sang các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư như là phát triển năng lượng sạch, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và số hóa, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhất trí tăng cường trao đổi, hợp tác ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện cho công dân hai nước hồi hương, thúc đẩy đàm phán quy chế đi lại ưu tiên giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định quyết tâm đóng góp tích cực, xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết, chủ động, thích ứng, phát huy vai trò trung tâm và tiếng nói chung trong các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Lý Hiển Long sang thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện và Thủ tướng Lý Hiển Long đã vui vẻ nhận lời. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng mong muốn được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore. Thưa quý vị, ngày hôm nay 20 tháng 4 tại nhà Quốc hội, chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong thành công toàn diện của Quốc hội khóa 14 có vai trò rất quan trọng của Hội đồng Dân tộc. Quốc hội khóa 14 đã phê duyệt ban hành các chính sách mang tính đột phá trong lĩnh vực dân tộc thiểu số và miền núi như các nghị quyết về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó có đóng góp rất lớn của Hội đồng Dân tộc. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nghị quyết mới về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc. Cùng với đó, Hội đồng cần rà soát kế hoạch còn lại đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, rà soát chương trình kế hoạch công tác năm 2021 và cả 5 năm. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao sự chủ động của Hội đồng Dân tộc về dự án luật dân tộc và đề nghị Hội đồng Dân tộc sớm hoàn thiện hồ sơ để trình theo đúng quy trình xây dựng luật pháp lệnh. Trong quan hệ đối ngoại thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội đồng Dân tộc cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ với các cơ quan của Nghị viện các nước láng giềng, khối ASEAN, một số nước đối tác quan trọng của nước ta và các tổ chức quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm nay 20 tháng 4, các đoàn giám sát kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở một số địa phương. Đoàn công tác do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh cần chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị bầu cử, phải ra soát, xác minh, đánh giá kỹ lưỡng nhân sự ứng cử, không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người không đủ tiêu chuẩn. Tỉnh cũng cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử cho đối tượng phụ nữ, bà con ngư dân, khai thác hải sản dài ngày trên biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, không để phát sinh những vấn đề nóng, phải quản lý tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ. Kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để lan tỏa nhận thức về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương, là dấu mốc quan trọng được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng lần thứ 13, đưa đất nước sang một giai đoạn phát triển mới, xem ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.
tỉnh Vĩnh Long cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, động viên mọi cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tự giác tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại tỉnh Trà Vinh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trương Hòa Bình đề nghị, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, nên tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, đến từng hộ gia đình, nhất là tuyên truyền bằng tiếng Khmer về các quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước. Tỉnh cần bám sát, thực hiện các quy định của luật bầu cử và các hướng dẫn để triển khai cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tỉnh cũng cần đặc biệt quan tâm thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19. Tại Hà Nam, đoàn giám sát, kiểm tra do Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Nam, triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và đúng quy định, đồng thời đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị như rà soát, cập nhật danh sách cử tri để kịp thời bổ sung thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ bầu cử vào thời điểm thích hợp, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhân dân, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, quan tâm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính đến nay, tỉnh Hà Nam đã thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 12 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 43 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, gần 700 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã với 778 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới thiệu tới những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 khối Mặt trận một số quy định pháp luật về vận động bầu cử, việc xây dựng chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội, kỹ năng trình bày, chương trình hành động của ứng cử viên trước cử tri. Tôi thấy là các ứng cử viên lần đầu đấy, họ thiếu cái kỹ năng là đó chính là kỹ năng nói trước công chúng, nói trước cử tri, làm sao cho nó thuyết phục. Làm sao một là cái tổ chức tốt các cái hội nghị cử tri theo quy định, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tạo ra cái cơ hội và bình đẳng cho người ứng cử được trình bày các cái chương trình của mình. Về nguyên tắc vận động bầu cử, việc tổ chức cho những người ứng cử gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử phải được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi ứng cử thì việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng là kênh rất quan trọng để các ứng cử viên được thực hiện quyền vận động bầu cử. Nếu như trước đây là có những cái ứng cử viên mà ngại ngùng tiếp xúc với báo giới thì lại thấy là thông qua báo giới lại là một cái cơ hội rất tốt để mà mình truyền thông được những cái ý kiến của mình, cái mong muốn của mình đối với cử tri một cách nhanh hơn. Thì mỗi ứng cử thì mình sẽ đi sâu vào từng cái lĩnh vực công tác của mình, đi sâu vào từng cái địa bàn dân cư của mình để mình có một cái chương trình nó hết sức là thiết thực và nó có hiệu quả. Để đảm bảo công bằng, bình đẳng cho các ứng cử viên, người ứng cử không được sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ, tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo mua chuộc cử tri. Trong chương trình hành động, người ứng cử phải đưa ra các giải pháp, hiến kế chính sách tác động đến sự phát triển của địa phương, đất nước để cử tri giành lá phiếu tín nhiệm cao. Báo cáo kinh tế quý 1 nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 có thể đạt mức từ 6-6.3%. Lưu ý cân đối giữa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô vì năm nay có thể xảy ra lạm phát. Hàng loạt các gói sản phẩm kích cầu, ngành du lịch Việt Nam đang dồn lực thị trường nội địa với nhiều kịch bản phục hồi sau đại dịch. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 4, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đã tổ chức tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý 1 năm 2021. Báo cáo nêu nhận định, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 có thể đạt mức từ 6-6.3%. Chính sách tiền tệ cần lưu ý cân đối giữa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô, vì năm nay có thể xảy ra rủi ro lạm phát.
Vẫn theo nhóm nghiên cứu VOP, nền kinh tế toàn cầu đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn hàm chứa nhiều bất ổn. Trong nước, kinh tế quý 1 tăng trưởng 4,48%, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2020, 3,82%. Nguyên nhân là sự phục hồi lớn của khu vực nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ. Xuất khẩu tăng trưởng cao thẳng dư 2,8 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động tài chính ngân hàng bảo hiểm tăng trưởng ấn tượng. Vốn FDI vào Việt Nam tăng gần 6,5% so với cùng kỳ. Lạm phát được giữ ổn định. Chính phủ và Bộ Kế hoạch ban đầu đưa ra là muốn quý 1 của chúng ta năm nay tăng trưởng mức là khoảng 5,12%. Lý do chính là vì chúng ta có cái làn sóng dịch Covid thứ 3 đã quay trở lại. Tuy nhiên thì đấy là tương đối tích cực trong bối cảnh là kinh tế toàn cầu chưa phục hồi mạnh mẽ như là chúng ta mong muốn do dịch bệnh nó còn diễn biến phức tạp và tiến trình tiêm vaccine nó vẫn còn là chậm chạp. Các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh đến kỳ vọng quyết sách mới cho nền kinh tế ở chính phủ mới với tiền đề từ chính phủ tiền nhiệm. Chính phủ tiền nhiệm đã rất thành công lãnh đạo đất nước trong dịch COVID-19 với những chính sách rõ ràng nhất quán để ổn định nền kinh tế cũng như tạo ra sự phát triển cho xã hội. Như vậy, chúng ta trông chờ chính sách phát triển kinh tế như thế nào? Chúng ta thấy chính phủ mới có sự ưu tiên về mặt kinh tế. Tôi biết chính phủ mới đã xây dựng một số trọng tâm như tiếp tục cải cách thể chế, phát triển kinh tế số, cấu trúc hệ thống tài chính, thúc đẩy kinh tế phát triển. VOP dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2021 quanh mức 6-6,3%, tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu thông qua việc tận dụng các FTA. VOP khuyến cáo tín dụng cần lưu ý sự dịch chuyển dòng vốn không hướng vào những thị trường đầu cơ. Các chính sách nên hướng vào lĩnh vực phòng chống bệnh dịch trực tiếp, giữ lại việc làm cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt các gói sản phẩm kích cầu, các địa phương tăng cường quảng bá điểm đến, tổ chức năm du lịch quốc gia, ngành du lịch Việt Nam đang được dùng lực thị trường nội địa với nhiều kịch bản phục hồi sau đại dịch. Với dân số hơn 90 triệu người, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng đạt 80 triệu lượt khách nội địa trong năm nay, bằng số liệu thống kê năm 2019 khi chưa xảy ra dịch bệnh. Chương trình kích cầu với chủ đề Miền di sản Diệu Kỳ là sản phẩm liên minh kích cầu của 4 địa phương Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Bình khởi động từ cuối tháng 3 vừa qua. Sau gần 1 tháng triển khai riêng tại Đà Nẵng đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách. Mới đây, các tỉnh miền Trung đã quảng bá chương trình này tại Hà Nội để triển khai rộng rãi hơn nữa chiến dịch kích cầu đến các thị trường tiềm năng. Các sản phẩm trong chương trình không chỉ là nghỉ dưỡng biển truyền thống mà còn có văn hóa sinh thái, di sản, ẩm thực, vui chơi giải trí với những dịch vụ đẳng cấp hấp dẫn. Với một cái lợi thế là sở hữu một cái bãi biển rất là đẹp và cái hạ tầng dịch vụ hết sức thuận lợi, thuận tiện cho du khách, đặc biệt là du khách đến từ Hà Nội cũng như là các địa phương Bắc Bộ. Ngành du lịch đã khẳng định quyết tâm cao trong việc khôi phục thị trường du lịch trong nước bằng diễn đàn bàn tròn quy mô lớn nhất trước thềm năm du lịch quốc gia 2021 tại Ninh Bình. Hơn 600 đại biểu địa phương và doanh nghiệp cùng chung một mục tiêu là phục vụ khách nội địa thật tốt. Chỉ những du khách Việt Nam mới là nguồn khách tiềm năng bền vững nhất. Người Việt Nam rất có nhu cầu lớn trong việc tìm hiểu khám phá những giá trị lịch sử văn hóa, cảnh quan môi trường, cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử văn hóa của đất nước mình. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy có những tín hiệu rất vui từ thị trường, đặc biệt là cho những kỳ nghỉ vào mùa hè và cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 sắp tới, trước mắt là vào dịp 30 tháng 4 1 tháng 5 sắp tới. Chúng tôi thấy là cái lượng khách booking cho những chương trình và ngày nghỉ vào thời điểm này đã tăng lên rất là tốt. Du lịch nội địa có vai trò quan trọng là đòn bẩy để phục hồi và phát triển du lịch. Trong giai đoạn này, thúc đẩy phát triển du lịch vẫn phải đi đôi với đảm bảo an toàn. Dù là du lịch nội địa, quy mô nhỏ, nhưng phải chú ý đến công tác phòng chống dịch bệnh để rồi ngăn chặn cái việc là hạn chế đến mức thấp nhất là xảy ra cái dịch bệnh và dịch trong cộng đồng ảnh hưởng chung đến cái kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với hai chương trình kích cầu thành công năm ngoái là Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và Việt Nam an toàn hấp dẫn, nhiều đơn vị đang chờ đợi một chương trình kích cầu mới với quy mô quốc gia trong năm nay. Làm sao để khách đi du lịch vì Việt Nam tươi đẹp, vì Việt Nam xứng đáng để đi? Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay 20 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên Tisco.
Nhóm bị cáo bị kết án về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm Trần Trọng Mừng, nguyên tổng giám đốc Tisco, bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù giam. Trần Văn Khâm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Tisco, bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù. Ngô Sĩ Hán, nguyên phó tổng giám đốc Tisco, 8 năm tù. 10 bị cáo còn lại bị phạt từ 2 cho đến 7 năm tù. Nhóm 5 bị cáo bị kết án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị phạt từ 18 tháng tù treo đến 2 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn, được giao quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước nhưng đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng, thất thoát hơn 830 tỷ đồng. Vì vậy, hành vi vi phạm của các bị cáo cần được xử phạt nghiêm khắc để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung. Thưa quý vị, từ việc phát hiện hai chiếc xe ô tô Mercedes trùng biển số, Công an quận Hà Đông của Hà Nội đã bóc gỡ một đường dây làm giả giấy tờ biển số để mua bán những chiếc xế hộp đắt tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an của quận Hà Đông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Huỳnh Đức, quê ở Nam Đàn, Nghệ An, Nguyễn Đình Minh Lãm, tạm trú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, quy định tại điều 341 của Bộ luật hình sự. Qua quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ thu giữ được 5 chiếc xe ô tô không có giấy tờ. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tang vật và bị can đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng hành khách chen chúc, rồng rắn nhích từng chút một ở khu vực soi chiếu an ninh thuộc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn diễn ra nhiều ngày nay và vẫn chưa được giải quyết. Và điều này khiến cho nhiều người dân, doanh nghiệp lữ hành kêu trời, chờ đợi ngành chức năng có giải pháp khắc phục. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn để hiểu rõ hơn về tình trạng này. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong ngày 20 tháng 4. Dòng người xếp hàng rồng rắn làm thủ tục đi máy bay càng lúc càng đông. Quá tải diễn ra ở nhiều khâu, người đông, mạng internet không ổn định, khiến việc check-in cả trong quầy và tự check-in trên máy trục trặc, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách. Bình thường đi không có đông như vậy, nhưng mà hôm nay chắc là mùa hè rất hầu lễ nên là người bắt đầu đi chơi nhiều hơn, cần đưa ra những người điều phối để giúp cho cái việc xếp hàng với lại là làm thủ tục cho nó nhanh chóng hơn. Nên có một người ở đây đứng để hỗ trợ cho họ cái khai báo y tế đấy, người ta già người ta đỡ lung túng hơn. Mặc dù sân bay có tăng cường lượng nhân viên hỗ trợ khách vào thời gian cao điểm, nhưng khi cần thì lực lượng này lại vắng bóng. Chật vật hơn là tại khu vực làm thủ tục an ninh, ngay từ cầu thang lối vào độc đạo cũng đã kẹt cứng người. Chỉ có duy nhất một chiếc thang máy hoạt động, khiến lượng người chờ đợi thêm trùng điệp. Không ít hành khách sợ trễ chuyến, nhốn nháo chen lấn. Phải mở thêm những cái cửa kiểm soát để cho em có thể nhanh hơn. Em không được hướng dẫn cụ thể là khai báo y tế là phải như thế nào này, phải ví dụ điền cái gì như thế nào, chứ không được hướng dẫn. Còn em tự mày mò một lúc lâu, nó phải đến hơn nửa tiếng em mới làm xong cái đấy. Trước đó, ngày 17 tháng 4, đã có khoảng 40 đến 60 hành khách của Vietjet, Bamboo Airways lỡ chuyến bay vì một số lý do, trong đó có người bị kẹt ở khâu an ninh. Trước tình hình này, các hãng du lịch đã có kế hoạch hỗ trợ khách trong việc hoàn tất thủ tục check-in online và khai báo y tế online, kéo giảm tình trạng trên trong thời điểm du lịch, đặc biệt trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Mình hẹn trước khách là 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, rồi để nhanh hơn nữa thì mình hỗ trợ khách khai báo y tế, ra mình kết Zalo với khách, sau đó mình gửi cái cách thức để mày gửi cho khách để khách khai báo y tế trước. Trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đạt từ 500 đến 570 chuyến bay. Nếu sân bay Tân Sơn Nhất không có sự điều phối hợp lý thì sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của ngành hàng không và cả ngành du lịch khi lượng người đi lại luôn quá tải như hiện nay. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, thông tin chúng tôi cập nhật tính đến chiều nay, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Việt Nam cho biết, tính đến 18 giờ ngày hôm nay ngày 20 tháng 4, Việt Nam có thêm 10 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên con số 2.801 ca. Tổng số đang được theo dõi sức khỏe là 40.150 người. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 2.490 ca mắc COVID-19, ghi nhận 35 ca đã tử vong. Trên thế giới, tổng số người nhiễm là gần 143 triệu người, hơn 3 triệu người tử vong vì căn bệnh này.